Giá vàng trong nước giảm nhanh trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động nhẹ giúp chênh lệch giữa hai thị trường giảm xuống quanh ngưỡng 5 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên có một diễn biến trái ngược đang diễn ra trên thị trường là trong khi các ngân hàng đẩy mạnh bán ra thì đa số các cửa hàng chỉ mua vào. Một số thời điểm những cửa hàng này có bán vàng miếng SJC và nhẫn và vàng nhẫn nhưng với lượng là rất nhỏ ghi nhận của phóng viên báo lao động tại một số cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn Hà Nội vào ngày hôm qua 11 tháng 6. Nhiều nơi thông báo hết vàng miếng SCC và vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9. Và tại một số cửa hàng, có hiện tượng người dân xếp hàng lấy số thứ tự để vào giao dịch từ 12 giờ đêm. Cũng liên quan đến vấn đề này, báo Đại đoàn kết có bài viết Thị trường vàng lại tăng nhiệt. Sau hơn một tuần thực hiện triển khai phương án bình ổn giá vàng bằng cách bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SCC, giá vàng đã giảm nhanh chóng. Song tại các điểm bán vàng của 4 ngân hàng, những ngày qua người dân vẫn xếp hàng từ sớm chờ lấy số thứ tự để mua vàng giá bình ổn. Không ít người kiên nhẫn xếp hàng liên tiếp 2-3 ngày để có thể mua được vàng miếng SCC tại Hà Nội vào sáng ngày 11 tháng 6 số người xếp hàng mua vàng quá đông gây nên cảnh cảnh ùn tắc kéo dài cửa trước cửa các điểm ngân hàng thương mại mở bán theo thông tin trên báo tuổi trẻ giá cước một container 40 feet vào tháng 3 năm 2024 là 2.900 đô la Mỹ đến tháng 6 năm nay đã lên tới 7.300 đô la Mỹ tăng hơn gấp 2 lần do thiếu container rỗng cùng nhiều lý do khác giá cước tàu biển bất ngờ tăng vọt biến động hàng ngày khiến cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn khi chi phí bị độ lên cao chưa kể bị chậm trễ trong giao hàng một số doanh nghiệp xuất khẩu trái cây nông sản buộc phải lên kế hoạch chuyển hàng bằng máy bay hoặc có thể sẽ phải tạm ngưng xuất khẩu với những đơn hàng kém quan trọng hoặc xin giãn thời gian giao hàng Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao dịp hè nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội đã tham gia chương trình điều chỉnh và dịch chuyển biểu đồ phụ tải. Bài viết trên báo Hà Nội Mới khẳng định, không chỉ chia lửa cùng ngành điện, việc tham gia điều chỉnh phụ tải còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền điện mỗi tháng. Theo Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện là cần thiết để bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định và giảm bớt áp lực cho hệ thống điện. Việc làm này thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lâu dài hình thành thói quen của toàn xã hội về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Ung thư đại trực tràng thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo Tiền Phong, số người mắc ung thư này trong nhiều năm gần đây tăng nhanh ở dưới trẻ. Tại Bệnh viện Ca, căn bệnh này đã được chẩn đoán ở cả những bệnh nhân 20 tuổi. Các bác sĩ cho biết, sở dĩ ung thư đại trực tràng tăng nhanh do liên quan trực tiếp đến lối sống và chế độ ăn uống thiếu lành mạnh. 57% người trưởng thành tại nước ta ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi lại ăn nhiều thịt. Nhiều nam giới uống rượu bia ở mức nguy hại, béo phì tăng nhanh. Ngoài lối sống, ung thư đại trực tràng có liên quan đến yếu tố tuổi tác và di truyền. Tuy nhiên, số ca liên quan đến di truyền chỉ chiếm khoảng từ 3 cho đến 5%. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino từ đầu năm 2024 đến nay, bình thuận duy trì trạng thái nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, mực nước ngầm hạ thấp, lượng dòng chảy trên các sông suối tự nhiên cạn kiệt. Nhờ có hai hồ thủy điện Hàm Thuận, Đà My và Đại Ninh đã phát huy tác dụng trong việc hỗ trợ hệ thống thủy lợi. Trong 4 tháng đầu năm, tổng lượng nước mà hai nhà máy thủy điện cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp sinh hoạt là hơn 535 triệu mét khối, phục vụ sản xuất nông nghiệp với diện tích là khoảng 37.900 ha. Đầu tháng 6, thêm nhiều ngân hàng thực hiện tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn dưới 12 tháng. Trong khi đó, lãi suất cho vay bình quân tiếp tục giảm. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, tín dụng đã tăng trưởng dương trở lại nhưng chưa như kỳ vọng dù lãi suất cho vay đã giảm. Trung quanh vấn đề này, một số chuyên gia kinh tế cho rằng việc tiếp tục đề xuất và áp dụng các giải pháp kích cầu là cần thiết, cùng với đó là giải pháp giảm thuế phí. Bộ Tài chính đã đề xuất việc giảm thuế giá trị gia tăng đến cuối năm 2024 và giảm một số loại phí, nhưng yếu tố có thể tác động ngay đến kích cầu là giảm thuế thu nhập cá nhân thì vẫn chưa được xem xét.